Quý vị và các bạn thân mến, diễn ra từ ngày 25 tháng 10 tại thành phố Cần Thơ, liên hoan cải lương toàn quốc vừa bế mạc tối qua với sự tham gia và tán thưởng của giới mộ điệu khắp cả nước. Liên hoan một lần nữa khẳng định là ngày hội lớn của những người làm nghề và cũng là nơi tích lũy trao truyền bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Liên hoan cải lương toàn quốc 2024 thu hút 29 đơn vị nghệ thuật cải lương toàn quốc tham gia, trong đó có hơn 10 đơn vị nghệ thuật công lập và các đơn vị nghệ thuật xã hội hóa. Hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công tham gia hơn 30 tác phẩm thi diễn trong khoảng 20 ngày. Trong hơn 30 vở diễn có 2 vở đề tài danh nhân văn hóa nghệ thuật dân tộc, hơn 10 vở về đề tài lịch sử, gần 10 vở về đề tài chiến tranh cách mạng và hơn 10 vở diễn đề tài đương đại. Qua đó khẳng định liên hoan lần này có đề tài và phong cách thể hiện rất phong phú, đa dạng. Liên hoan cải lương toàn quốc 2024 đã xuất hiện nhiều vở diễn đạt chất lượng nghệ thuật cao, chủ đề tư tưởng rõ ràng, sâu sắc, được truyền tải qua những nội dung hấp dẫn. Mỗi vở diễn như một đóa hoa với những sắc màu tươi tắn, khác lạ, rất khó trộn lẫn, đã tạo nên một dáng vẻ lạ kỳ, riêng biệt của sân khấu kịch hát cải lương trong liên hoan cải lương toàn quốc 2024. Liên hoan cải lương toàn quốc 2024 càng khẳng định tình yêu nghệ thuật cải lương và khát khao cống hiến tài năng của những người làm nghề với khán giả, với đồng nghiệp. Tình yêu và lửa nghề đó càng đáng trân trọng trong điều kiện các loại hình nghệ thuật sân khấu nói chung, trong đó có nghệ thuật cải lương, đang trong những năm tháng gian nan và lắm nỗi thăng trầm. Trong thời gian tới, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu về cơ chế chính sách, cải thiện chế độ đãi ngộ đặc thù đối với các nghệ sĩ diễn viên trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu nói chung và sân khấu cải lương nói riêng để thu hút, bồi dưỡng, đào tạo các lớp nghệ sĩ diễn viên làm lực lượng nòng cốt kế thừa và phát triển sân khấu cải lương sau này. Cần tiếp tục quan tâm và đầu tư kỹ lưỡng một cách đồng bộ hơn nữa cả về con người và vật chất để tạo ra các tác phẩm vở diễn có chất lượng hơn về nội dung cũng như về hình thức thể hiện. Tại buổi lễ, ban tổ chức trao 4 huy chương vàng cho các tác phẩm Xuân Hương Nữ Sĩ, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Người Con Của Rừng Tràm, Đoàn Nghệ Thuật Cải lương Long An, Sân Hồ Đỏ, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Chất Ngọc Cầm Thi Giang, Nhà hát Tây Đô, Cần Thơ. 8 huy chương bạc cho các vở diễn ấn tượng khác. Ở giải cá nhân có hơn 40 huy chương vàng, 60 huy chương bạc được trao cho các nghệ sĩ, diễn viên xuất sắc. Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng đạo diễn xuất sắc, tác giả chuyển thể xuất sắc, dàn nhạc xuất sắc, nhạc công xuất sắc, họa sĩ xuất sắc, vân vân. Thì đây phải nói là một ngày hội của tất cả các nghệ sĩ, và cái việc mà Lâm được xướng danh ở huy chương vàng với điểm số cao nhất cũng là một cái niềm hạnh phúc vỡ òa. Trước tiên là mình phải hoàn thành tốt cái vai trò diễn viên của mình, góp một phần nhỏ của mình, hoàn thành tốt vở diễn của đơn vị cũng như là thành công cho một cuộc liên hoan hạnh phúc vỡ òa. Tại vì kết quả thật sự là ngoài sự mong đợi, nó vượt lên trên cái niềm mơ ước. Xin cảm ơn tất cả khán giả của thành phố Cần Thơ đã đến ủng hộ từng đêm diễn của từng đoàn, và Phụ Quẩy cũng mong rằng sẽ được đón nhận mãi mãi những tràng pháo tay như vậy để cho thế hệ nghệ sĩ trẻ của Phường 7 cũng như là tất cả các cô chú nghệ sĩ được cống hiến hết mình cho nghệ thuật cải lương. Lễ bế mạc với sự góp mặt của các thế hệ nghệ sĩ được sự tán thưởng nhiệt liệt của giới mộ điệu như một minh chứng cho thành công trọn vẹn của liên hoan cải lương toàn quốc 2024. Giá trị truyền thống tốt đẹp của sân khấu cải lương thể hiện rõ tại liên hoan, bởi không chỉ là ngày hội lớn của người làm nghề, mà ở đó còn là nơi tích lũy, trao truyền và tiếp thu hiệu quả nhất những kỹ năng sáng tạo đặc biệt của nghệ thuật biểu diễn.